Nhân tháng công nhân, chiều ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí tổ chức lễ ra mắt ba công đoàn cơ sở mới thành lập và ký thỏa ước lao động tập thể với 15 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh dự buổi lễ. Hiện trên địa bàn thành phố Uông Bí có hơn 13.000 công nhân viên chức lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp địa phương và gần 30.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp đơn vị thuộc tỉnh và trung ương bám sát chủ đề công tác công đoàn năm 2019, năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Năm tháng đầu năm, Liên đoàn Lao Đo động thành phố Uông Bí đã thành lập được 3 công đoàn cơ sở mới, đạt 50% kế hoạch cấp trên giao, kết nạp mới trên 200 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước trên 8.800 đoàn viên, chiếm 78,6% đoàn viên công đoàn toàn thành phố. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể cho 15 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp ký kết lần đầu và 7 doanh nghiệp tổ chức ký lại, hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Đây là hoạt động góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đồng thời động viên người lao động, thi đua lao động sản xuất, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.